thân ái chào quý vị và các bạn chương trình khỏe đẹp hôm nay chúng tôi xin nói về công dụng của củ cải trắng củ cải trắng được mệnh danh là nhân sâm trắng của mùa đông loại củ này được coi là thực phẩm hàng đầu mang lại những lợi ích sức khỏe mà bạn phải bổ sung ngay vào thực đơn của gia đình mình giảm nguy cơ ung thư củ cải trắng chứa phai đờ khem michael và anthocyanin có tính chất chống ung thư ngoài ra nó là một loại củ cải giàu vitamin C, có tác dụng như một chất chống oxy hóa mạnh mẽ ngăn chặn các tổn hại các gốc tự do, do đó giúp ngăn ngừa ung thư chiết sức từ rễ của củ cải trắng có thể tiêu diệt các tế bào ung thư như bằng cách kích hoạt cơ chế tự quỷ của các loại tế bào ác tính, đó là do sự xuất hiện, chắc được cho là không loại củ nào dồi dào bằng củ cải điều chỉnh huyết áp đây là nguồn thực phẩm giàu kali giúp duy trì sự cân bằng natri kali trong cơ thể nhằm giữ cho huyết áp ổn định một nghiên cứu về dinh dưỡng và thực tiễn cho thấy lá củ cải có tác dụng hạ huyết áp ở những người bị tăng huyết áp đáng kể chống táo bón củ cải trắng được coi là thần dược để chữa chứng khó chịu này nó có hàm lượng chất xơ cao Giúp làm sạch các thức ăn Cặn bã bị mắc kẹt trong ruột già Tống ra ngoài Ngoài ra củ cải giúp tăng cường sự tiết dịch tiêu hóa Và mật làm cho hệ thống tiêu hóa Của bạn hoạt động hiệu quả nhất Ngoài củ cải trắng Người bệnh táo bón Cần nhất là thay đổi lối sống vận động Năng tập thể dục và không quên uống nước Phòng chống cảm lạnh và ho nếu bạn hay bị ho và mắc cảm lạnh nên bổ sung củ cải trắng vào chế độ ăn uống của mình đây là một trong các loại rau củ chống hình thành các chất nhầy trong cổ họng ngoài ra củ cải cũng giúp tăng cường khả năng miễn dịch giữ cơ thể khỏi các bệnh nhiễm trùng dẫn đến cảm lạnh và ho giảm tình trạng thiếu máu thiếu sắt là nguyên nhân hàng đầu gây thiếu máu củ cải giàu chất sắt giúp cơ thể hấp thụ sắt tốt hơn tốt cho người tiểu đường insulin vốn là một hóc môn được tiết ra bởi tuyến tụy có vai trò trong việc hấp thụ glucose bệnh nhân tiểu đường không thể hấp thụ insulin của cơ thể sản xuất hoặc không thể sản xuất ra insulin củ cải có thể là một giải pháp tốt cho người hen suyễn củ cải trắng có đặc tính chống sung huyết do vật Do vậy rất có lợi cho bệnh nhân hen suyễn, người bị bệnh hen suyễn thường bị sung huyết đường hô hấp. Củ cải sẽ cải thiện được những dấu hiệu này. Các nghiên cứu khoa học còn chỉ ra rằng củ cải có khả năng chống các kháng nguyên gây dị ứng đường hô hấp, giúp bảo vệ các lớp lót đường hô hấp khỏi bị nhiễm trùng, giữ cho thận khỏe mạnh. Đặc tính nổi trội nhất của củ cải là phòng chống các bệnh liên quan đến thận như viêm đường tiết niệu, bảo vệ thận. Các hợp chất tự nhiên của củ cải có tác dụng rất tốt để cải thiện sức khỏe của quả thận. Chúng đóng vai trò như một chất tẩy rửa tự nhiên giúp loại bỏ các độc tố khỏi cơ thể, ngăn ngừa bệnh vàng da. Được biết đến là loại thực phẩm có tác dụng thanh lọc cơ thể, củ cải giúp loại bỏ độc tố một trong những bộ phận nhận được nhiều lợi ích nhất từ việc loại bỏ độc tố có hại là gan và dạ dày của bạn bởi củ cải không chỉ chứa nhiều nước, chất xơ có thể làm sạch đường ruột và vitamin C, ngoài ra củ cải có hiệu quả trong việc kiểm soát bệnh vàng da nó giúp điều chỉnh lượng bilirubin trong máu và làm tăng cung cấp oxy cho cơ thể (giảm cân) củ cải rất ít calo, cộng thêm hàm lượng chất xơ cao làm người ăn cảm thấy no nhanh. Ví dụ, 100g củ cải tươi chỉ chứa 16 calo. Do vậy bạn có thể thoải mái thưởng thức món củ cải vừa có lợi cho sức khỏe vừa giảm cân. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chúc quý vị và các bạn được nhiều sức khỏe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.